trời thương Phật độ, năm con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu sang đúng ngày mùng năm Tết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, theo dự đoán của các chuyên gia tử vi thì trong ngày mùng năm Tết những con giáp này sẽ vô cùng may mắn và hạnh phúc. Bởi các bạn sẽ được thần may mắn gọi tên ban cho lộc lớn còn trần chừ gì nữa mà không ăn mừng ngay từ bây giờ Bởi các bạn chính là những ông vương bà hoàng Nếu mà xét về cái độ may mắn trong cái ngày mùng 5 Tết Vận trình trong ngày mùng 5 Tết của các bạn sẽ cực kỳ tốt Vì thế các bạn có thể lựa chọn cái ngày hôm nay Để bắt tay vào thực hiện một cái dự án hay một công việc mới Nhiều bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ Nên là cái sự nghiệp nó sẽ không ngừng phát triển Tài lộc dồi dào tiền vào như nước Không chỉ thế, các con giáp này còn gặp được cái vận đào hoa nên là khả năng cao cũng sẽ nhận được những lời tỏ tình trong ngày hôm nay. À, một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong cái ngày mùng năm Tết này, à, quý vị thân mến. Con giáp may mắn đầu tiên mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày mùng năm Tết, ngày Mậu Thân thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tỵ. À, thưa quý vị, à, trong cái ngày mùng năm Tết thì những người tuổi Tỵ được cục diện là thiên ấn nó trợ lực nó giúp sức nó đem lại cái tiếng nói và cái quyền lực cho những người tuổi tỵ ở trong cái công việc. Ở thời gian tới những người tuổi tỵ sẽ được cấp trên tạo điều kiện thuận lợi để học hỏi để phát triển. Người làm lãnh đạo thì được nhân viên tín nhiệm. À, các bạn nói được làm được không bao hoa nên cũng được đối tác tin tưởng để mà hợp tác. Bên cạnh đó cái chuyện tiền bạc của những người tuổi tỵ được dự đoán là khá là tốt do được cục diện tự thân lục hợp nó nâng đỡ. Nên là nó có rất nhiều cái dấu hiệu khởi sắc trong cái ngày hôm nay à, Và ngày mùng năm Tết thu nhập của các bạn cũng khá là tốt Tiền vào nhiều hơn tiền ra Các bạn không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề thu chi Vì các bạn biết cách cân bằng cái tài chính của mình Chứ không phải là kiểu người thích tiêu gì thì tiêu mà thích sắm gì thì sắm à, Bên cạnh đó, về mặt tình cảm của những người tuổi tỵ trong thời gian này Thì có một vài cái xích mích Do là vướng vào cái cục diện là hỏa kim xung khắc à, Trong tình yêu mà có mâu thuẫn ấy thì đừng có trốn tránh vì cái việc này nó sẽ khiến cho cái 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 quan hệ nó sẽ càng tệ hơn à, con giáp này thì nói chung ấy đôi khi vẫn chưa đủ chín chắn nên là cũng chưa biết nhường nhịn đối phương à, vì thế cái mâu thuẫn nó ngày càng gia tăng à, thưa quý vị đầu năm mới thì cũng không nên hơn thua với nhau làm gì cả quý vị cứ bỏ qua tất cả và gì đặt mình vào vị trí của đối phương để mà thấu hiểu từ đó sẽ giúp cái tình cảm được thăng hoa rực rỡ hơn và hai người sẽ chỉ có sự hòa thuận đón năm mới vui vẻ hạnh phúc và giàu có và để gia tăng thêm cái may mắn và để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng năm tết tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày mùng năm tết ngày mậu thân ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi tý à quý vị thân mến nói chung ấy trong cái ngày mùng năm tết mùng năm tháng 1 này này thì những người tuổi tý được cục diện là thân tí thìn là tam hợp cái cục diện tam hợp cục nó nâng đỡ nên những người tuổi Tý làm ăn khá là xuân sẻ hanh thông trong cái ngày mùng năm Tết này à, những người nào mà đang kinh doanh buôn bán thì cũng được khách hàng ủng hộ doanh thu thì cao hơn mọi ngày những người tuổi Tý là những người khéo ăn khéo nói nên là hiếm khi làm mất lòng đồng nghiệp à, có nhiệm vụ bất ngờ thì cũng sẽ thu được cái lợi nhuận lớn và cũng sẽ được gì quý nhân hậu thuẫn giúp đỡ bên cạnh đó con đường tiền bạc của những người tuổi Tý cũng sẽ may mắn do có chính tài nó soi sáng nên là lương thưởng của bản mệnh cũng sẽ được ổn định hơn bao giờ hết à, những người tuổi Tý cứ tập trung miệt mài vào công việc mà mình đang theo đuổi ấy, thì nói chung ấy cũng sẽ được tổ nghề phù hộ ai đang cống hiến cho cái sự nghiệp sẽ nhận được tiền thưởng trong thời gian tới cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng được vượng phát hơn nhiều nhờ được cục diện là gì Kim Thủy tương sinh dù không có vẻ bề ngoài xuất sắc nhưng những người tuổi Tý vẫn được mọi người yêu quý vì cái tính hiền lành hay thương người của mình. Một số người sẽ gặp được bạn bè cũ hoặc là gì, được đoàn tụ với người thân trong những ngày này. Vậy nên đây cũng là một ngày khá là may mắn đối với những người tuổi Tý. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tâm hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận nhân duyên của những người tuổi Tý, giúp gì hòa hợp cái tình cảm vợ chồng. Bên cạnh đó, khi mang theo vòng tăng hợp quý nhân ấy, cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, hóa giải những thị phi, những xung sát. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến đối với những người tuổi Tý. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi tí. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong cái ngày mùng 5 Tết thì không ai khác, đó chính là những người tuổi thìn. À, quý vị thân mến, trong cái ngày mùng 5 Tết ấy, thì những người tuổi thìn được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ nó giúp đỡ vậy nên đây cũng là một cái ngày cực kỳ may mắn hanh thông với những người tuổi thìn những khó khăn của bản ngã mệnh đang đối mặt ấy thì cũng sẽ được tháo gỡ thậm chí là gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là ấy, dù quý vị gặp phải những tình huống khó khăn nào đi chăng nữa thì cũng gì được quý nhân ở bên cạnh giúp đỡ dẫn dắt đi đến cái thành công và trong thời gian này những người tuổi thìn cũng sẽ được gì, quý nhân giới thiệu cho những cơ hội làm ăn vô cùng là quý giá vì thế những người tuổi thìn hãy nắm bắt lấy cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho mình à, bên cạnh đó trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành đối tương sinh nên là gì bản mệnh sẽ trở nên lạc quan hơn độc lập hơn tự chủ hơn đẩy áp cái ý chí để nghĩ đến làm cái điều gì đó mới lạ và hay ho thậm chí một số người tuổi thìn nung nấu khởi nghiệp ở trong cái lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế cái việc mắc phải những sai lầm đáng tiếc thì các bạn cũng nên học hỏi thêm những cái kiến thức thực tế. Cái điều đáng khen của những người tuổi thìn trong thời gian này là cái thái độ niềm nở, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Thêm nữa, lại được cục diện tam hợp nó giúp đỡ, nó cho thấy cuộc sống của những người tuổi thìn trong thời gian này nó thiên về cái chuyện tình cảm, may mắn là các bạn lại có được cái hạnh phúc như mong muốn. Những cuộc hẹn hò lãng mạn trong thời gian này giữa các cặp đôi cũng sẽ làm sống dậy cái cảm xúc giữa hai người như thủ mới yêu. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn về vận trình tình duyên, tiền bạc và tài lộc, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày mùng 5 tháng 1 ngày mẫu thân ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão à, thưa quý vị những người tuổi mão trong cái ngày mẫu thân trong cái ngày mùng 5 tết thì được chính quan nâng đỡ nên những người tuổi mão khá may mắn cho công việc học tập đó các bạn trẻ mới ra trường thì sẽ nhận được những quyết định tốt liên quan đến chức vụ, lương thưởng. Những ai mà đang có kinh nghiệm lâu năm ấy trong nghề ấy, thì nhiệt tình chia sẻ với những cái nhân viên mới, cái sự cho đi của các bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. đó. về cái mặt tài chính thì cái nguồn thu nhập của những người tuổi mão nó tăng lên nhờ cái công việc tay trái. À, tuy nhiên các bạn cũng đừng vì vậy mà tiêu xài phung phí. hãy tiết kiệm cho cái việc khẩn cấp trong tương lai. bên cạnh đó cái thời gian tới sẽ có cái nhiều tin vui liên quan đến tương lương thưởng, đến tiền hoa hồng, đến lọc lá của khách hàng. Quý vị hãy hoan hỉ mà đón nhận. Bên cạnh đó, trên phương diện tình cảm thì nó cũng không được tốt do gặp cục chuyện là gì hỏa mộc kim mộc là tương khắc. Vì thế có thể bản mệnh sẽ vướng phải một vài cái rắc rối với người yêu cũ hoặc là với những người khác giới. Vậy nên khiến cho mọi chuyện nó lại bị gì ảnh hưởng nhiều hơn. À, trong thời gian này thì cái cuộc sống gia đình nó cũng xảy ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái tranh cãi, bất đồng ý kiến với cha mẹ hoặc là với anh chị em nên là dễ sẽ có những cái cãi cọ nó xảy ra trong thời gian này khiến cho gia đạo bất an và khó có thể hòa hợp được. vậy nên những người tuổi mão cũng cần hạ cái tôi xuống. bên cạnh đó để bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để trợ vận hộ thân. Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xếp ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ tư. À, tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng năm Tết, ngày Mậu Thân này thì không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, những người tuổi ngọ trong ngày hôm nay được chính ấn nó chiếu mệnh, nó đem lại cái sự thông thái cho những người tuổi ngọ. Hôm nay thì các bạn làm việc gì cũng sẽ nhanh nhẹn, tháo vát. Tuổi này còn hay giúp đỡ đồng nghiệp, nhưng mà gì, đừng quá dễ dãi kéo lại bị lợi dụng. Muốn có thành tựu lớn thì các bạn hãy liều lĩnh hơn nữa, đừng ngại vất vả, đừng ngại khó khăn. Đó. Bên cạnh đó, về cái mặt tài chính trong ngày hôm nay thì những người tuổi ngọ cũng nên cảnh giác cao độ với những cái trò lừa đảo trên mạng hoặc là gì, bị dụ dỗ vào tham gia vào chơi trò chơi cờ bạc đỏ đen kéo lại gì mất tiền mất bạc lúc nào mà không hay à, tuy nhiên may mắn là thu nhập của những người tuổi ngọ trong thời gian này cũng khá là ổn định không có dấu hiệu nào bị hao hụt về tài lộc trong cái thời gian tới đây bên cạnh đó cục diện hỏa kim xung khắc nó cũng đem lại cái sự buồn bã cho chuyện tình duyên của những người tuổi ngọ các bạn trẻ tuổi này hôm nay thì dễ bị người khác bùng hẹn đột đột xuất thực ra ấy, bạn không quan trọng với người ta như bạn vẫn nghĩ đâu À, những người có gia đình ý, trong thời gian này thì có phần hạnh phúc nó. Những người đã có gia đình trong thời gian này thì có phần là lạnh nhạt hơn. Vợ chồng thì chiến tranh lạnh khá là lâu. Vì thế những người tuổi ngọ cũng cần phải lên lưu ý và để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ sáu trong cái ngày mùng 5 Tết, ngày mộ thân ấy, thì đó chính là những người tuổi thân. À, quý vị thân mến trong cái ngày mùng năm Tết thì những người tuổi thân được thực thần nó trợ vận nó giúp đỡ nên là nó có lợi cho những người tuổi thân đang làm việc tự do hoặc là muốn kiếm thêm thu nhập từ cái nghề tay trái cuộc sống này không cho các bạn nghỉ ngơi thì các bạn vẫn chiến đấu tốt chỉ sợ không có sức chứ một khi mà đã có sức khỏe rồi thì các bạn thì ngày cày cuốc bất chấp kể ngày đêm Thêm nữa, cái vận trình tài lộc của những người tuổi ấy, tuổi thân trong thời gian này cũng có nhiều điểm sáng. Cái nguồn thu nó ùn ùn nó chảy về túi, giúp cho những người tuổi thân ấy, có thể gạt bỏ những cái gánh nặng tài chính. Hôm nay thì nhiều người còn có lộc ăn uống từ những cái người quen. Ai đi chùa thì cũng có lọc đem về thì nhớ chia cho mọi người trong gia đình mình cùng hưởng. À, thêm nữa, trong ngày hôm nay thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi thân cũng khá bình ổn do cái hành kim nó tỉ hòa mà lộc lá thì nó cũng được vượng phát hơn. À, nói chung ấy không có người yêu thì cũng không có gì để to tát Khi bạn không yêu bản thân mình thì mới là cái chuyện lớn Những người đã có gia đình thì sẽ tận hưởng cái thời gian để quan tâm đến con cái Quan tâm đến vợ, vợ chồng mình nhiều hơn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ý, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi thân nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 5 Tết. Và trong ngày mùng 5 Tết, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý dễ có cơ hội trúng số đổi đời, đó là những tuổi sau một là người tuổi tỵ, hai tuổi tý, ba tuổi thìn, bốn tuổi mão, năm tuổi ngọ và sáu là những người tuổi thân. Đó là những con giáp giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đời đời trong cái ngày mùng năm Tết. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.